Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ ngoài trời xuống âm 3 độ C. Từ đêm qua cho đến sáng nay ngày 26 tháng 12, đỉnh núi Phan Xipang cao 3.143 mét so với mực nước biển được băng phủ trắng xóa. Rất nhiều du khách đã háo hức lên đây trải nghiệm cảnh tượng thiên nhiên khắc nghiệt nhưng vô cùng kỳ thú này. Băng hình thành từ khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 12 trên độ cao 2.900 m của đỉnh núi Phan Xipang ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Lớp băng ban đầu còn mỏng, bám trên lan can gỗ quanh khuôn viên. Tại chùa thượng nằm trên đường lên đỉnh Phan Xipang, hơi nước sương sớm bám trên cành gỗ, cây cỏ đóng thành băng. Đến sáng nay, băng vẫn bao phủ nhiều nơi, khiến du khách vô cùng thích thú khi trải nghiệm tại nơi đây. Trước đó, ngày 22 tháng 12, nhiệt độ giảm sâu, trời rét bút bao trùm miền Bắc. Băng giá cũng xuất hiện ở một số khu vực, núi cao như Mù Căng Trải, Yên Bái hay đường lên đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đỉnh Lào Thần, xã Y Tý, huyện Bát Sát, Lào Cai, cùng một số đỉnh như Kỳ Quan San, Nhìn Cổ San. Theo các chuyên gia sở hữu uh, sở dĩ Phan xuất hiện băng là miền Bắc và Bắc Trung Bộ vừa trải qua 10 ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống 7 độ C. Sapa thường xuyên ở mức từ 2 cho đến 5 độ C. Theo quy luật cứ lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Vì thế nếu Sapa 2 đến 5 độ C thì đỉnh Phan Xì sẽ xuống 0 độ. Đây là cơ hội để hình thành băng.